Ok, nếu bạn có nhu cầu nạp Robux cũng như kỳ thuê, hãy truy cập ngay shopro.net ngay ngày hôm nay nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng trải nghiệm một tựa game mới nha. Thiệt ra là nói tựa game này mới không phải mới đâu, tựa game này nó ra lâu rồi, có thể nó ra trước những tựa game đang hot hiện tại như là Free Fire hay Mini World luôn. Theo mình nghiên cứu trên Wiki thì tựa game này đã ra mắt năm 2015, 2016. Cái thời đó thì rất ít người chơi. Bây giờ nó cập nhật khá là nhiều, đồ họa cũng cải thiện hơn. Và có một bạn comment với mình: anh ơi, anh thử chơi thử tựa game này xem. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho bạn cái cách mà chúng ta tiếp cận tựa game này, để nếu khi bạn xem xong thấy thú vị thì hãy chơi thử nha. À, thì nãy giờ các bạn không biết tựa game này tên là gì đúng không? Tựa game này tên là Trove. Thì để tải tựa game này một cách dễ nhất, các bạn hãy sử dụng phần mềm Steam, một nền tảng cho chúng ta mua game ha, Trove, và chúng ta tải về hoàn toàn miễn phí. Và đương nhiên cái tựa game này chỉ chơi trên PC thôi, không có chơi trên mobile. Và một cái đặc biệt là tựa game này các bạn phải chơi bằng tài khoản của nền tảng này. Và đây, cái link mà đăng ký tài khoản mình sẽ để bên dưới mô tả video ha. Lúc mới vô á, thì nó sẽ cho các bạn một cái đoạn hướng dẫn, cứ làm theo những yêu cầu của nó ha, cũng rất là nhanh thôi. Cái tựa game này thuộc thể loại RPG, Survival, Building. Cho nên những bạn nào thích chơi thể loại sinh tồn, xây dựng giống Minecraft, và chơi thể loại phiêu lưu, luyện cấp, cũng như là thể loại Dungeon, thể loại mà chúng ta đi tiêu diệt hầm ngục ấy, chinh phục những cái hầm ngục ấy, thì tựa game này là một cái lựa chọn rất là tuyệt vời. Tối qua giờ mình chơi chắc cũng hơn 10 tiếng rồi các bạn, không ngủ luôn mà. Thì các bạn thấy là góc bên trái mình có rất nhiều nút, và chỉ cần nhớ một nút duy nhất thôi, đó là nút V, chữ V ha. Trong cái nút V này khi bạn show ra thì tất cả mọi thông tin nó đều có, từ coi character nè, coi chỉ số bản thân của mình, inventory, ba lô, lát nhân vật. Trong đây có rất nhiều lát nhân vật nha. Một số lát miễn phí và một số lát các bạn phải mua bằng tiền, phải nạp tiền thật ở ngoài đời vô để mua. Cái tiếp theo mình sẽ có nút N, tức là cái nút vào store, nơi mà chúng ta đốt tiền, chúng ta cúng tiền của tựa game này để mua skin, để mua những cái gì đó liên quan tới game. Nút Ctrl A là nơi mà chúng ta có thể teleport qua những thế giới. Thế giới càng mạnh thì các bạn sẽ kiếm được những cái vật phẩm, lên cấp, farm nó càng nhanh. Trong đây hiện tại nó ra rất nhiều thế giới rồi. Thì để qua một thế giới nó yêu cầu chúng ta cái gì? Nó yêu cầu chúng ta Power Rank. Nè, góc trái trên nè, mình có Power Rank ha. Cái Power Rank này các bạn chỉ cần lên cấp và các bạn có trang bị xịn thì nó sẽ cộng dồn vô cái Power Rank này. Còn cấp đời yêu cầu á, nghĩa là nó khuyên bạn thôi. Nhưng cái yếu tố quan trọng nhất để các bạn có thể qua được cái vùng đất tiếp theo, farming, là chúng ta cần phải có Power Rank này. Thì đây, ví dụ như là mình đang có mặt ở bên vùng đất này tên là Candorian màu hồng ha. Yêu cầu là trên 400 Power Rank nè. Ở đây có một cái nút Rejuvenation Station. Đó chính là cái nơi mình refill cái máu. Bên dưới bạn thấy không? Chữ Q. Chữ Q là bơm máu nè. Khi bạn mất máu ha, máu hiện tại mình là 4935. Trong tựa game này không mua máu nha, lưu ý cái này. Mình mất 4 tiếng đồng hồ mình mới phát hiện ra. Tựa game này không mua máu. Chúng ta chỉ có thể refill, nghĩa là các bạn đi dungeon mà bị mất máu và gần chết thì sẽ có một vật phẩm tên là Rejuvenation Station. Cái này mình có thể crafting ở nhà cũng được. Đấy, bấm vô thì nó sẽ hồi full cái số lượng máu mình có thể mang theo, chứ không có mua dư máu được nha. Đó là cái đặc biệt của tựa game này. Và một cái nữa, nếu các bạn muốn về nhà nhanh thì có một cái phím tắt là chữ H nè. Các bạn sẽ đè chữ H, ý thằng kia, giữ chữ H ha. Nó sẽ nhún nhảy và teleport mình về cái hub. Cái hub là nơi các bạn có thể tham quan nhiều nơi như là leader board nè, rồi tham gia những cái trận diệt boss nè, nâng cấp vũ khí, nâng cấp trang bị gì đó. Các bạn có hai nơi, một là căn cứ của mình. Căn cứ thì mình sẽ nói ở phần sau ha. Hoặc là nếu bạn mà đang ở trong cái hub này thì chúng ta có thể đi tới những cái vật phẩm đặt sẵn trong cái hub. Dù bên này mình có là personal chat nè, này mình có là loot collector nè. Đây là cũng là một cái để hồi máu ha. Thì chúng ta sẽ cùng ngó vào cái shop nha. Khi bạn tải game này và vô shop, hình như nó sẽ cho chúng ta một cái mao cửa miễn phí thì phải. Để mà kích hoạt thú cưỡi các bạn sẽ bấm nút Z. Đấy, chữ Z. Mình có con rồng nữa bạn. Thì từ bên ngoài khu vực này chúng ta sẽ giống Minecraft. Cái điểm tiếp theo các bạn lưu ý là bên ngoài khu rừng hay là bất kỳ cái map nào trong này, nó cũng sẽ cho chúng ta những cái ô đất. Và những cái ô đất chính là những cái military, không phải những cái base. Tức là chúng ta có thể spam căn cứ của mình ra, spam ngôi nhà của mình ra và thao tác với nó. Như bạn thấy ở đây nè, nó sẽ là những cái ô đất như vậy và có một cái bảng ha. Các bạn chỉ việc bấm nút E. Nút E là nút tương tác chính trong tựa game này nha. Bấm nút E để mình climb. Các bạn đi tới bất kỳ ô đất nào thì nó cũng sẽ cho các bạn lưu lại căn cứ của mình, bấm E. Được chưa? Thì đây là cái nhà của mình sau khi chơi khoảng tầm 10 tiếng với những cỗ máy. Thì như mình nói, các bạn không biết phím tắt thì bấm nút V lên và tìm hiểu ha. Nút C là nút character của mình. Và nơi này nó sẽ hiển thị thông số của bạn, Power Rank, những tuyệt chiêu, Gem, Rank Mastery các kiểu. Cũng như bên góc dưới này nè, chúng ta sẽ có một cái màu cưỡi ha. Hay bấm vô màu cưỡi nó sẽ hiện ra collection. Hoặc cái phím tắt của collection là chữ Y dài nè. Thì trong đây là gì các bạn? Trong đây là nơi chứa cái skin. Thì em đặt 11 cái, các bạn có thể thay đổi skin của mình tùy thích. Nếu vũ khí đó, cái nón đó, cái face đó các bạn thấy nó không có phù hợp với màu của mình thì các bạn có thể thay đổi màu sắc theo ý các bạn muốn. Ví dụ như mình thay đổi vào cái nón đi. Đây, cái nón mình đang xài đây ha. Có rất nhiều loại nón luôn. Những cái nón này có thể là các bạn farm vũ khí nó rớt ra, hay là các bạn quay sổ số, quay event gì đó nó cho các bạn, thì sẽ chứa cái skin ở trong phần này. Tích chọn vào nó thì sẽ thay đổi cái skin. Cái skin thì đương nhiên nó không ảnh hưởng tới chỉ số nha. Phối màu làm sao các bạn thấy mình cool ngầu nhất, mình đẹp nhất thì cứ vô cái collection này, phím tắt là chữ Y. Rồi bây giờ mình sẽ đi nhanh qua cái phần là trong căn cứ của mình các bạn cần chế tạo cái gì, đương nhiên phải chế tạo hết rồi. Mới đầu vô nó sẽ cho chúng ta một cái bàn như vậy là Novice Crafting Pens. Và các bạn cần phải đi kiếm tất cả những nguyên liệu này, chế hết một dàn này cho mình luôn. Từ For, từ Green Crafting, Chaos vân vân, cho tới Builder Crafting Pen. Và đây là những cái số lượng yêu cầu. Nếu các bạn không biết nó lấy ở đâu thì chúng ta có thể chĩa vô cái vật liệu đó, material đó. Uncommon có thể tìm kiếm ở bất kỳ cái địa hình nào cũng có, ví dụ vậy. Còn không thì lên Wiki nó cũng có đấy các bạn. Lên Wiki gõ plus thêm chữ Trove là tên của tựa game thì nó sẽ ra cho các bạn thôi. Còn không thì cứ coi video của mình ha. Nếu các bạn ủng hộ series này, để lại một like đi. Mình sẽ làm nhiều video hơn về tựa game này cho các bạn coi. Khu vực này tên là Candorian. Mình sẽ cho các bạn coi cách chúng ta đi dungeon, cũng như cách chúng ta xử lý căn cứ của mình nó sẽ như thế nào. Đây có một cái là Rally Black nè, nghĩa là bạn sẽ teleport tới một vị trí bất kỳ của một người đang đứng trong cái bản đồ. Bấm bản đồ lên chữ M nha. Bây giờ chúng ta sẽ nói luôn về bản đồ. Trong bản đồ này nó sẽ có những con quái đơn lẻ, farm nó cũng được, farm nó cũng rất đồ ha. Hoặc là clear những dungeon. Các bạn đi dungeon thì sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn, cũng như là sẽ có tỷ lệ drop đồ hiếm hơn. Ở đây nó ghi á, những cái tháp xám xám á là dungeon, những cái tòa lâu đài màu xám xám là large dungeon, tức là những cái dungeon nó bự hơn. Đằng này nè, đằng này mình có một cái dungeon này các bạn. Nhiều cái dungeon nó khó chịu lắm. Nghĩa là chúng ta phải tìm được cái cửa vô. Cái cửa vô dungeon nó sẽ là màu tím nha. Portal, nhớ nghe, to dungeon. Rồi chúng ta cứ vô chém giết như vậy nè. Mỗi lá như vậy nó sẽ có skill nhất định. Tuyệt chiêu, cha, ghê không, rất là nhanh luôn. Xong, lụm đồ ha, grab đồ cam. Đồ nó cũng chia cấp độ nha, đương nhiên rồi. Common, Uncommon, Epic, Legendary, Rally các kiểu. Và khi các bạn thấy hiện lên cánh cổng màu vàng, cánh cổng màu tím là đi vô, cánh cổng màu vàng là đi ra. Nghĩa là cái dungeon này đã hoàn tất. Một cái dungeon hoàn tất á, nó sẽ hiện cánh cổng màu vàng, cũng như là ở ngoài nó sẽ build chúng ta một dấu X đó bạn. Bấm M lên nó cũng sẽ có dấu X ha. Dấu X tức là những dungeon đã clear rồi. Các bạn vô trong đó nó không còn gì hết trơn á. Chỉ đi những dungeon mà chưa có dấu X thôi. Điểm nhận biết là trên bản đồ nó có, hoặc là trên đầu nó có. Chúng ta lượm được một số cái Legendary nè, nón các kiểu, và một số cái rương ha. Rương này hên xui nó ra thôi. Gem này để khảm nạm nè. Mình chưa biết giới hạn cấp độ của vũ khí, độ hiếm, rarity của vũ khí và trang bị nó lên tới cấp nào. Ở đây mình có Relic, tức là từ Legendary sẽ lên Relic, rồi từ Relic nó sẽ lên Rainbow, là cái viền ngoài hình cầu vòng ấy, rồi có thể nó sẽ cao hơn nữa. Cái đó mình chưa khám phá ha, cứ chưa từ thôi. Chúng ta có thể sở hữu nhiều class nhân vật, nhưng các bạn lưu ý, khi các bạn đổi class nhân vật khác bằng mua bằng tiền hay là đổi miễn phí, các bạn phải training lại từ cấp 1. Rất nhiều class nhân vật luôn ha, Sack, Knight, Barbarian, Trickster. Thì nếu bạn đã sở hữu nhân vật nào rồi, nó sẽ có chữ Switch. Đây ví dụ hồi lúc cơ bản mình vô mình chơi á, mình chọn Gun Slinger, mình training lên cấp 11. Còn cái lá nhân vật mình đang xài nó tên là Revenant, cấp 12 rồi nè, bao rank là 492, mình đang kích hoạt. Ok chưa? Các bạn có thể thay đổi liên tục những lá nhân vật các bạn đang có, trang bị cũng sẽ khác nhau. Nhưng chúng ta phải farm từ đầu. Tiếp theo là một thông tin quan trọng, đó chính là chúng ta có hai chế độ chơi trong tựa game này, hai chế độ nhân vật. Chế độ bình thường bạn đang thấy có chiêu, có máu, có bom, đó là chế độ chiến đấu. Bạn bấm nút tab là chuyển chế độ nha, bấm tab. Cái người các bạn sẽ trong suốt, và đây là chế độ build, chế độ xây dựng để bạn xây dựng căn cứ cũng như là đi farm những cái quặng. Đây là quặng nè. Nhấp chuột phải để mình hốt quặng ha. Bấm tab trở lại, quay lại trạng thái chiến đấu và giết nó. Chết liền. Tuổi tí. Ok chưa? Bấm tab là mình chuyển qua chế độ đi farm ấy, đi farm block nè, farm quặng nè, cũng như chế độ build trong căn cứ của mình đấy. Đây bên này nó cho chúng ta một cái căn cứ nè, các bạn thấy xịn sòn bò. Cái con sâu chết tiệt này, con sâu. Ui, con sâu này chia làm đôi. Cái gì nữa vậy? Cái bánh kem nữa. Làm căn cứ mình ra, và đi vô trong. Ở trong chỗ này nó có một cái các bạn cần lưu ý nha. Trong cái phần Novice Crafting Pen nè, có một cái vật phẩm tên là Loot Collector. Cái Loot Collector là gì? Đây, nghĩa là khi bạn có những vật phẩm mà không xài á, thì bạn sẽ sử dụng nó, sử dụng cái Loot Collector này để chúng ta phân giải nó thành những cái nguyên liệu cần thiết. Chúng ta có thể phân giải thành cái cục vàng vàng này. Cái cục vàng vàng này rất cần thiết để mình nâng cấp vũ khí ha. Đây, như bạn thấy là vũ khí của mình sẽ có cấp độ sao nè, từ 0 sao tới 5 sao. Sau khi bạn đã chế tạo được cái này, cái foil nè, thì chúng ta sẽ vô trong cái foil này, bấm E ha, và sử dụng cái foil này để nâng cấp vũ khí. Được chưa? Thì mình sẽ nhấp chuột phải vô đây, các bạn thấy không? Nó cần mình cái plug. Cái plug này như mình cho bạn coi hồi nãy á. Chúng ta sẽ cùng bay qua đây nha. Rớt xuống. Kịch. Đâu rồi, các người bơi ra đây hết đây. Bơi ra hết, bơi ra hết. Chỉ cần chơi một chiêu là tắt điện liền, lụm đồ thôi. Easy game. Và có cái rương này nè, nó xuất hiện cánh cổng màu vàng như mình nói là coi như xong ha. Dungeon clear. Cho. Wow. Vũ khí nè, vũ khí nè. Và trên đầu sẽ xuất hiện chữ X ha, tức là dungeon đã clear rồi. Và muốn teleport nhanh thì chúng ta sẽ đè nút H để nhảy một cái điệu nhảy rất là dễ thương và teleport. Thì vừa rồi trong video này mình đã cố gắng tóm gọn hết sức có thể về cái cách bạn tiếp cận tựa game này. Tựa game này tên là Trove. Cảm ơn theo dõi và hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo. Xin chào. Video hay không? Hay thì like với share đi. Chờ gì nữa? Đăng ký kênh chưa? Coi chùa hoài à. Kỳ ghê á.